Điều mà để tin tưởng dùng tam thất ra thì là nói thẳng là hồi xưa bác mổ một lần rồi thì nó bị sốc phản vệ. Thế là tưởng chết, cho nên là bác kinh, bác không dám mổ. Thế con bác nó cũng bảo thôi mẹ cứ dùng đã xem nó như nào, nếu không thì mổ. Chứ không bây giờ mổ mà đi mổ mà nó lại giống như lần trước thì chết dở. Thế là thôi bác bảo thôi cứ dùng thử xem nó làm sao. Con chào bác Huyền ạ. Như con được biết thì bác đã dùng cái sản phẩm tam thất của bên con rồi. Trong quá trình dùng ấy, bác được biết là tam thất này nó có những cái tác dụng như nào nhỉ? Nói chung tam thất thì nó nhiều tác dụng lắm, tác dụng về để bổ máu này, rồi những người suy nhược cơ thể để hầm ăn cho béo béo này, rồi chữa u này, rồi chữa ngăn ngừa ung thư này, rồi nói tóm lại là với đại tràng này, nói chung là tam thất thì nó có rất là nhiều tác dụng đó. Không biết là bác dùng tam thất vào mục đích để điều trị bệnh hay là phòng bệnh bác nhỉ? Bác dùng tam thất thì trước kia là bác bị u xơ của tử cung, thì bác đi khám thì người ta nói u xơ đã to rồi, nhưng mà sau đó là bác bị mổ, nhưng mà có người người ta bảo bác là cứ uống tam thất đi thì thôi. Thế là bác về bác mua tam thất bác uống, thì từ cái đợt bác dùng tam thất thì bác uống cứ uống ngày hai lần, hai lần sáng với tối, thì bác cứ uống bằng bột, lúc thì uống bột pha với nước, lúc thì bác uống bằng củ tam thất ngâm với mật ong, thì bác uống cả hai loại đấy. Thì bác dùng một thời gian thì u sơ tự nhiên là nó đi khám thì nó bớt dần đi, nó teo dần, thì sau đó bác cứ dùng tiếp đến bây giờ thì bác đi khám lại thì nó không còn nữa. Thời gian sử dụng trong bao lâu thì nó đã khối u nó teo đi, nó nhỏ đi, nó hết rồi? Nói chung là thời gian đầu bác dùng thì bác cứ dùng hàng nửa năm, hàng năm thì bắt đầu bác đi khám lại. Khám lại thì có hiện tượng là nó cũng, bác sĩ người ta bảo là cũng nhỏ dần đi so với lúc đầu bác khám. Sau đó bác lại dùng tiếp thì 1-2 năm sau thì bây giờ bác đi khám thì nó không còn nữa. Thế là cũng mình dùng nó mất là 1-2 năm là cũng khối u. Có nghĩa là phải dùng liên tục. Dùng liên tục. Thế là khối u của bác u sơ cũng bác hết. Không còn nữa. Thế là đã hết. Thế rất là tốt. Uống ngày 2 lần vào sáng với tối thì cứ pha cái nước uống. Dạ. Điều mà để tin tưởng dùng tam thất ra thì là nói thẳng là hồi xưa bác mổ một lần rồi thì nó bị sốc phản vệ. Thế là tưởng chết, cho nên là bác kinh, bác không dám mổ. Thế con bác nó cũng bảo thôi mẹ cứ dùng đã xem nó như nào, nếu không thì mổ. Chứ không bây giờ mổ mà nó lại giống như lần trước thì chết dở. Thế là thôi bác bảo thôi cứ dùng thử xem nó làm sao. Thế là dùng thế là mình thấy hiệu quả đúng không? Dùng thì bác thấy có hiệu nghiệm tốt. Vâng. Giả sử có ai đó muốn dùng ấy, thì bác có sẵn sàng giới thiệu giúp bọn con không? Có, nếu như bây giờ mà ai mà bảo về u với các thứ thì bác cũng khuyên là nên dùng, bác thấy là nó có tác dụng đấy. Thế. Thì bản thân bác là bác thấy có tác dụng. Vâng. Thì bây giờ bác cũng khuyên, ví dụ như bà nhà bác bây giờ đấy, đại tràng thì bác cũng bảo bà là dùng tam thất này hầm các thứ để ăn. Thì nó cũng tốt với những người ốm mà mổ xẻ sau thì dùng tấm thất này thì là để hầm gà hoặc là ăn thì nó tốt. Con chào cô Hiền ạ. Thì trong cái thời gian con được biết là cô đã sử dụng cái sản phẩm tam thất bên con rồi, thì cô trải nghiệm, trước tiên là trải nghiệm và đánh giá sao về cái chất lượng sản phẩm bên con ạ? Chất lượng thì thấy uống thấy cũng tốt đấy. Lâu rồi uống ở chỗ khác thì lần này chuyển sang bên này thì thấy tốt hơn. Thường cô dùng tam thất này để vào mục đích gì ấy? Chữa dạ dày, rồi chữa u sơ tử cung, rồi u lang, thấy nó bé đi. Thế cô đã từng đi tái khám lại là thấy u này? Rồi, đợt trước là bị cái u sơ nhỏ nhỏ này, đợt vừa rồi đi khám thì chỉ còn cái lang thôi, không còn gì. Không còn, gần như là không còn u lại hết. Vì là trước đây thì nhà bác là có mẹ bác ấy, đã dùng cái tam thất này. Tức là cũng bị một cái nang ở dưới sau, cứ queo chân này. Thế thì đã làm hồ sơ để mổ, nhưng mà sau khi mà cũng sợ quá, cũng đi mua tam thất uống một cân tam thất thì là coi như tan hết. Của cô thì là cô là vì nang vì gọi là tuyến giáp, u giả chảy máu tuyến giáp.
chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là vi khuẩn này trong bia sẽ giúp người uống tăng cường hệ miễn dịch. Theo Science World Report, nhờ vào một nghiên cứu của Đại học Quốc gia Singapore NUS, thì giờ đây những ly bia sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Các nhà khoa học đã phát triển một probiotic trong bia giúp thúc đẩy hệ thống miễn dịch và giúp cho dạ dày khỏe mạnh hơn. Probiotic là các vi khuẩn sống đã được chứng minh là tốt cho sức khỏe do chúng giúp cải thiện được sự cân bằng của hệ vi khuẩn trong đường ruột. Khi sử dụng các loại men vi sinh, men tiêu hóa, ăn sữa chua hoặc ăn các loại thức ăn lên men, chính là bạn đã bổ sung một lượng tốt probiotic vào cơ thể. Chamenji Ankin, một nhà nghiên cứu tại Đại học NUS nói rằng vi khuẩn tốt có thể được tìm thấy trong thực phẩm lên men và hiện chưa có loại bia nào trên thị trường chứa probiotic. Nguyên nhân vì môi trường trong bia thường không thích hợp cho các vi khuẩn phát triển và sinh sống. Phát triển các probiotic trong bia là một thách thức thực sự đối với các nhà khoa học. Tuy nhiên, Lactobacillus paracetae L26, một loại bia mới có thể giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch và giúp trung hòa các độc tố virus. Loại bia này cũng có hương vị hấp dẫn đối với người uống. Tiến sĩ Liu Shaikuan cho biết, dự án có thể trở thành một xu hướng phổ biến trong việc cung cấp thực phẩm tốt cho sức khỏe. Chan cho biết để có sản phẩm cuối cùng, cần phải có một tháng để ủ và nấu bia. Loại bia này có nồng độ cồn là 3,5%. Bia mới không chỉ cải thiện khả năng miễn dịch mà còn giúp cho ruột khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, National Geographic lưu ý, cần phải có thêm thời gian để kiểm chứng tác dụng thực sự của loại bia này. Và các probiotic này có thể tìm thấy trong sữa chua thông thường. Tuy nhiên, probiotic trong bia sẽ thay đổi cuộc chơi, đặc biệt với những người thường xuyên uống bia. Ngoài ra, probiotic thường được gọi là các chế phẩm sinh học, phải được quy định đối với những người đang dùng kháng sinh. Nếu nghiên cứu chứng minh thành công các tác dụng của probiotic mới trong bia, nó sẽ được đón chào nồng nhiệt. Vì giờ đây, chúng ta có thể vừa thưởng thức loại thức uống phổ biến nhất trên thế giới, vừa bảo vệ được sức khỏe của mình. Chương trình Sức Khỏe Online đến đây đã hết rồi. Hy vọng được gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. And now I know my heart is a ghost town.